Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Thì trong cái chuỗi video về hành trình đi thăm những cái vườn bưởi đẹp để tiếp thêm năng lượng, thì đây là cái vườn bưởi thứ ba mà tôi muốn mời các bác ghé thăm. Đó là vườn bưởi của nhà ông bạn tôi tên là Học Nhàn, ở địa chỉ là xóm Trẻ, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Thì đây là cái vườn bưởi của bạn tôi đang sở hữu là gần 2 mẫu. Mà các bác ngắm này, quả cũng cực kỳ đẹp luôn, và năm nào cũng đẹp các bác ạ. Đây, trong vườn xem cả ổi. Đây là bưởi cực kỳ là sai quả. Cực kỳ là sai quả luôn các bác ạ. Trong cái hành trình của tôi đi hôm nay thì tôi không có điện trước cho ai cả, cho nên là đến thì gần như là nhà nào cũng vắng nhà các bác ạ. Bưởi cực kỳ là sai. Bưởi diễn mà bán bưởi gọt thì quả cái tầm này nó đang cứ vằn vằn như thế này, to hơn cái bát con một chút rồi, là đang vừa tầm rất đẹp các bác ạ. Bưởi đây thì đã phun đồng, phun man xanh này để chống nấm. Những cái cây bưởi mà bọc cái túi như này, đây là cái loại bưởi đỏ. Bưởi đỏ như là bạn ấy thì bán như năm ngoái, thì bán những cái quả to thì cũng được 100-120 nghìn một quả cho khách ở tận Quảng Ninh nên mua. Còn những cái hàng xấu thì mang đi chợ bán được từ 30-60 nghìn một quả. Thế mà một cái cây này có thể đến hàng trăm quả, thì nó cũng mang lại một cái giá trị kinh tế rất cao. Rất cao luôn các bác ạ. Đây là bưởi diễn. Bưởi diễn đây, cái thời điểm này khi mà cái quả nó đã chắc như thế này rồi, nó to hơn cái bát nó chắc như này rồi, thì cái điều quan tâm nhất lúc này thì chúng ta khi đã phun được phòng cái mùa mưa này cũng nên phun phòng cái lấm bệnh. Sau đó là kiểm tra được cái quan tâm đến cái độ pH của đất. Tại vì nó mưa nhiều thì nó dẫn đến cái độ pH của đất nó sẽ bị, đất nó sẽ bị chua, độ pH nó sẽ hạ thấp xuống. Nếu như mà mình mà không xử lý kịp thời thì là nó sẽ dẫn đến cái bưởi nó sẽ bị hỏng, chua đất, không hấp thu được dinh dưỡng, thì cây bưởi sẽ hay bị cái tình trạng vàng lá thối rễ. Cho nên là khi mà các bác đưa máy xong, các bác kiểm tra dinh dưỡng mà kiểm tra cái độ pH của đất mà thấy nó bị tụt xuống dưới 5 chấm. Tại vì cái dòng cây có múi này thì cái độ pH lúc nào cũng, các bác cũng phải giữ được nó ổn định tầm từ 6 đến 7 là đẹp nhất. Còn trên 5 thì cũng còn là tạm tạm, nhưng nó đã là dưới 5 thì các bác phải quản lý tốt, phải xử lý ngay. Một là các bác có thể rắc vôi bột hoặc là tưới nước tinh vôi. Mọi năm thì tôi hay xử lý bằng cách rắc vôi bột, nhưng mà mấy năm nay thì khi mà sử dụng cái sản phẩm của phân bón Silic Đông Sơn thì tôi thấy cái sản phẩm đấy nó
nó giúp ổn định cái độ pH rất tốt. Cho nên là 2 năm nay thì tôi vẫn sử dụng cái phân Silic Đông Sơn và tôi thấy nó rất hiệu quả trong cái việc cải tạo pH của đất. Đấy, khi mà mình giữ được cái ổn định pH cho đất rồi thì đến cái thời điểm này thì các bác lên bổ sung kali. Bổ sung kali cho bưởi nó mới ngọt, nó chắc quả mới ngọt được. Bưởi diễn các bác quan sát xem. Cực kỳ sai luôn. Và đây thì ông bạn này ghép và trồng xen cả cam vinh. Cam vinh cũng cực kỳ là sai quả. Các bác quan sát cam vinh. Cực kỳ là sai quả luôn. Cái bưởi diễn này nó sai, mỗi một cây nó có cái tuổi đời tầm từ độ 7-8 năm trở ra. Mà các bác chăm sóc, mà các bác làm được cho nó ra quả, mỗi một cây nó khoảng độ 200 quả. Tầm 200 quả trở lên. Bán được với giá 10.000. Là mỗi một cây, các bác cũng có thể là có được thu được 2 triệu. Được 2 triệu thì các bác có thể chi phí mất khoảng 500.000 tiền phân một cây đi, thì các bác vẫn còn khoảng được độ 1,5 triệu. Nếu như mà các bác mà đầu tư mà chi phí mất khoảng 500.000 một cây đối với cái trồng bưởi này là cũng là tương đối là chăm sóc cũng là tương đối là cao rồi đấy. Về cái cam đường và các loại cam kia thì các bác cũng phải bón nhiều, nhưng còn thằng bưởi này thì nó cũng không cần quá nhiều phân. Chủ yếu là sử dụng những cái phân hữu cơ, phân chuồng. Nó vừa cải tạo đất. Nó bền cây. Cái cây bưởi rất to. Cây bưởi này. Gốc rất to rồi các bạn này. Quét vui với một cái cây bưởi tán nó rộng như thế này thì đạt cái sản lượng 300-400 quả là cái chuyện bình thường mà các bác. Tiếp trên những cành cao này, quả cực kỳ là sai luôn. Quả rất chắc các bạn ạ. Tôi cũng đã rất nhiều lần tâm sự với các bác là khi mà chúng ta trồng bất cứ một cây gì hoặc là nuôi bất cứ một con vật gì thì chúng ta cũng đều phải để tâm đến nó, tâm huyết và chăm sóc nó thì nó mới cho những cái kết quả tốt được. Mà riêng trồng và chăm sóc những cái dòng cây có múi này thì nó cũng lại cực kỳ là khó tính, và chúng ta lại phải để tâm nhiều đến nó hơn. Bởi vì những cái dòng cây khác thì các bác có thể bỏ bẵng 1 năm 2 năm, các bác không chăm sóc cây nó không chết, thì sau đó thì các bác lại quay lại các bác chăm sóc thì cây nó vẫn phát triển được bình thường. Nhưng mà riêng cái dòng cây có múi này thì nếu như các bác mà bỏ bê nó 1 năm, các bác không chăm sóc thì nó sẽ hỏng ngay. Thì giữa cái thời kỳ nó bão hòa cả về giá mà nó đang rất khó khăn, tại vì là giá nó rẻ, giá cái nông sản của mình làm ra thì nó rẻ,
mà cái giá phân bón thuốc sâu thì nó lại đắt. Cho nên là rất nhiều những cái nhà vườn đang chán nản. Chán nản và không muốn chăm sóc cái vườn của nhà mình nữa. Tại vì giá nó quá rẻ. Như năm vừa rồi thì có nhiều những bác bán bưởi chỉ được có 2.000, 3.000 một quả. Thì đúng là không thể đủ cái tiền để tái đầu tư lại, để phát triển cái vườn bưởi của nhà mình. Nhưng mà bưởi thì tôi cũng đã nói chuyện với các bác là nó cũng rất nhiều những cái giá mà đây là nó đa phần là nó phụ thuộc vào cái chất lượng của quả bưởi. Cho nên là khi mà các bác cứ chăm sóc được cái quả bưởi của mình nó có chất lượng tốt đi thì các bác sẽ bán được với cái giá cao. Hôm nay tôi cũng muốn mời các bác cùng với tôi giờ đi tham quan cái vườn bưởi của nhà bạn Học Nhàn ở xóm Trẻ, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bạn cũng là những cái một con người cũng rất tâm huyết đối với vườn. Nhưng mà bây giờ thì bạn thì đang bận việc không có nhà, còn tôi thì cái loa của thôn nó đang nói nhiều quá, cho nên là nói có khi cũng không nghe rõ nữa. Thì các bác cho phép tôi được kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.